tiên. Rồi nhờ đâu mình nóng, ôi là nóng. Năm hoàng tử đã già rồi. Xong rồi. Hôm nay được bạn dẫn đi ăn. Sau khi đi quẩy xong đi về xách dép xuống đi xuống thật cái lót để lấy xe quá vui. Mấy nào lo thì tấm bảo hôm nay đi chơi chắc chỉ đi đến ăn một hai giờ về không sao đâu. Thank you.
bạn Toàn, ta là người đã chở mình đi chơi số khắp mấy ngày nay. Và còn ngày mai nữa. Đạt kìa. Đây là Đạt. Đạt quang vãi. Đây là Phúc. Đạt rất dâm các bạn, được như Đạt. Đây là Phúc. Phúc rất gì? Phúc rất đỉ. Phúc rất đỉ.
đi ra nha, không có đùa nha. Đang quay clip nha, không chữa tình nha. No 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 no. Thôi nha. Là bãi rác của chúng mình. Cả một phòng chỉ có một cái cục sạc điện ba cháu của bạn Toàn gửi cứu mạng. Phúc ơi. Ghê quá. Ăn mì gói hả con? Sao cười? Nè, bạn cung phong bị ngáo đá. Nửa đêm cười sằng sặc với con khùng. Tại sao cười? Nó bị ngáo đá mà ơi. Hey, và mình xin giới thiệu đây là đồ make up khi mà đi du lịch đi xa. Dẫn đi chơi hết những ngày qua và chở ra sân bay nữa. Bye bye, tạm biệt. Thì về thôi. Đâu có đổi được đâu, check in lẹ đi tới em nữa không, check in thét lâu quá là nó quăng em đi đâu luôn á. Sao má không hay em là ngồi tút với máy bay luôn rồi đó má. Nói sao đâu, rồi tới em lẹ lên, chọc của em vô cái này của em phải không? Ừ. Chọc sao? Đưa cái mặt vô thôi hả? Ừ. Cái này phải không? Cái đó cái visa má, cái đầu tiên. Đây, mở ra. Sử dụng mao.